Thưa quý vị, liên quan tới phóng sự Bắc Ninh ô nhiễm sông Cầu do đâu, phản ánh về tình trạng các cơ sở công nghiệp xả thải gây ô nhiễm, ảnh hưởng tới đời sống của người dân tại Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mà VTC14 đã phản ánh. Mới đây, UBND thành phố Bắc Ninh đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và khẳng định sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh để có các phương án khắc phục và xử lý. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là khu vực cống tiêu Đặng Xá, phường Vạn An bị nghi vấn là điểm xả thải gây ô nhiễm sông Cầu, vừa được ông Chu Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Vào thời điểm trên, không có hiện tượng xả thải, nhưng qua đánh giá nước chảy ra sông Cầu khá đen. Ngược lên khu vực thượng nguồn sông Ngũ huyện Khê cũng không phát hiện các điểm xả thải trộm từ các khu cụm công nghiệp trên địa bàn phường Phong Khê. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Phong Khê, lãnh đạo phường này xác nhận hiện tình trạng ô nhiễm đã giảm nhiều. Công suất hoạt động của các làng nghề, cơ sở sản xuất giấy đã giảm 60% so với trước. Đối với chúng tôi là quản lý trên địa bàn, chúng tôi khẳng định là đến thời điểm này là cơ bản là các cơ nghiệp là cũng đều chấp hành nghiêm túc. Còn tất nhiên là nếu bảo là 100% thì chúng tôi khẳng định các đồng chí là cũng không có 100%, phải nói thật các đồng chí như thế. Nhưng mà về cơ bản là bây giờ là các doanh nghiệp cũng đều rất nghiêm túc, bởi vì xin báo cáo đồng chí nói với tôi. Ở đây chúng ta nói câu chuyện là chúng ta đặt công việc mình vào người ta thôi, người ta sản xuất. Trước đây thì có thể là công sản xuất không xả trộn được một đêm, có thể công lại công đỡ được độ 50.000, nhưng đến bây giờ công đỡ được 50.000, nhưng mà khi tổ kiểm tra người ta kiểm tra đến mà người ta phạt thì nó hàng trăm. Có lẽ cái này thì nó liên quan đến toàn bộ cái hệ thống nó cũng chưa được đồng bộ, dẫn đến các khu dân cư đặc biệt là nông thôn thì chủ yếu vẫn thoát trực tiếp ra các hệ thống sông kênh tiêu, ngay cả của thành phố thì các cái điểm đầu nguồn cũng là các cái kênh tiêu, dẫn đến là đòi hỏi là nó phải được thu gom và có xử lý trước khi là thải ra cái hệ thống kênh tiêu để mình đảm bảo được. Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch thành phố Bắc Ninh cho rằng việc xử lý tình trạng ô nhiễm làng nghề, khu công nghiệp trên địa bàn hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, một số cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải, tuy nhiên không vận hành thường xuyên, cam kết tuần hoàn nước thải 100%, nhưng vẫn có trường hợp xả trộm ra ngoài môi trường. Đáng chú ý, đề án tổng thể xử lý nước thải đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận, nhưng quá trình triển khai, thực hiện còn nhiều vướng mắc. Đã tính toán để đưa cái sông này lạo vét, cái sông này nó sẽ thành mà giữ một cái mực nước vừa phải để chính cái sông này thành cái hồ điều hòa cho thành phố. Vì thực ra hiện nay thành phố đang không có, rất thiếu hồ điều hòa. Tuy nhiên là để mà làm cái này thì chúng ta phải có một cái lạo vét. Lạo vét bản thân hiện nay là sông là tương đối đầy so với phía đồng. Tôi nhẩm tôi ước thì có khi nó chỉ thấp hơn độ đôi ba mét thôi so với đồng. Dẫn đến là cái lượng nước chứa nó không được lớn. Ô nhiễm làng nghề trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và gây ô nhiễm sông Cầu hiện có thể thấy rất đáng lo ngại, báo động. Và nếu như không có giải pháp tổng thể, căn cơ, thì những cống thoát nước ô nhiễm như thế này sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết triệt để.